Nghĩa phủ nhé. Ê 2018 mọi người ơi. Ê ba sẽ còn chưa ngủ. Tưởng là về em biết bao nhiêu là cho đâu. Chắc là ngâm phủ ngày ngủ đêm bay. Mà tôi lúc nãy cũng như là thằng trên mây. À đấy. Tóc em là suối, mắt em là hồ. Nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân diệu anh cũng biết làm thơ. Vì giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ. Đi cùng với em trên một đoạn đường dài. Chỉ mong được một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai. Chuyện anh nói đúng là ngày một ngày hai. Nếu như em gặp đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời anh đang là bạn nhạc buồn. Chỉ để em remix là anh sẽ lên nút. Từ ngày gặp em anh lại thấy bay bổng. Chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn dập khuôn. Lại để anh nói nhỏ. Em làm cái gì cũng để anh phải nói. Anh áo đừng đi ngơ ngơ. Suốt ngày nó đi tin vớ vẩn. Cụ thể đêm anh về mà ôm mơ. Hay chuyện cho với em từ đêm đến sáng. Chẳng cần một giọt cà phê. Không cần không cò không mê không rượu. Nhưng mà em vẫn cứ làm anh mê. Đây, nghi can số 1. Ô sát. Ủa sao em nghi can gì ạ? Bởi vì em đã rắc hàng triệu mảnh thính vào lòng của các cô gái trong bài Người Âm Phủ. Đúng không các chàng trai? Đúng rồi. Đúng rồi. Chính chỉ có Người Âm Phủ mà thôi. Cái ngày đấy đó trên Facebook nghe thấy ai cũng nhà em có bán rượu không tiêu diệt đó. Hôm nay thì nhân dịp năm mới, em xin được chúc để chị Hà Trinh cũng như là tất cả các bạn cùng với cả tất cả khán giả đang xem chương trình một năm mới thật là vui vẻ, và đặc biệt là chúng ta vừa trải qua một năm 2020 có hơi nhiều biến động một chút, cho nên là sang năm 2021 này thì em chỉ mong mọi người có một năm mới thật là bình an là được rồi. Dạ, tự nhiên Zach chúc mà nhớ cái câu nói một năm tuyệt vời đã qua. Tuyệt vời trong ngoặc kép nhưng mà đúng thật tuyệt vời thật, vì mình học được nhiều điều từ bản thân phải không Zach? Dạ. Em có thể ứng biến một cái câu rap nào đó cho mọi người tưng bừng lên luôn. Năm nay là 2021. Hy vọng tất cả các bạn nữ sẽ tìm được những chàng trai tốt. Tuyệt vời. Cảm ơn chàng trai nổi bật Ozark. Em có một cái khi mà từ hóa xuất hiện em rất thích từ Đà Lạt. Tại vì em có rất là nhiều kỷ niệm ở Đà Lạt. Và Đà Lạt là một cái nơi mà em đi không bao giờ chán. Và ở rất là lâu mỗi khi đi du lịch. Nhưng mà em thì em nghĩ là Đà Lạt ở đây nó mang ý nghĩa như gọi là một lời nguyền ấy. Đúng ta? Đau đau. Đúng rồi. Hơi hợp lý đó nha, đúng có thể là như vậy phải không? Đà Lạt là lời nguyền của em hả? Dạ không chị. Không như Âu Sát nha, không phải nha. À may quá, tưởng nó lầm lời nguyền thì khổ lắm. À, chẳng qua là em thích lên Đà Lạt và em thích được hẹn hò trên Đà Lạt. Wow. Vâng, chúng tôi xin gửi lại cho Âu Sát một cái xác nhận là không phải vì lên Đà Lạt mà chia tay, bởi vì lòng người lạnh thôi. À thích lên Đà Lạt thôi đúng không ạ? Không biết là liệu có thích chói bằng cà vạt không ta? Sau đây chúng ta xin đính chính là trên Đà Lạt không có penthouse nha. Mọi người đã biết rồi thì chàng trai ô buồn của chúng ta thường được biết đến với những bản tình ca. Nhưng mà hôm nay thì Huy muốn ô buồn thay vì rap tình ca thì mình sẽ rap diss ca. Mình sẽ yêu cầu Oset thực hiện một thử thách, đó là rap một bài rap diss gửi tặng đến cho bạn Đặng Trần Nhậm tại chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Trời ơi, bây giờ phải diss Đặng Trần Nhậm hả? Tại vì Đặng Trần Nhậm thì cũng không có gì để diss cả. Sorry Nhậm. Tất cả chỉ là vui vẻ thôi nha, không có gì căng thẳng cả nha. Tôi thấy mặt ông xuất hiện đầy trên internet. Trái tim các em gái bị ông vơ vét. Nhưng hôm nay tôi đã đến với Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Và kể từ bây giờ tôi mới là vơ đét. Thứ khiến ông trở nên nổi tiếng chắc là bởi vì chân dài chăng? Nhưng mà thứ mà tôi không thấy ấy, đấy là tài năng. Thôi thế rồi. Em mà nói tiếp chắc đã Trần Nhậm không chơi với em nữa mất. Hôm nay mới để ý là Trông Anh Ngân rất giống Nobita. Suka này. Suka, Nobita và Suka. Bây giờ em ăn thử. Thử coi cái bánh của anh Ngân nè. Nhậm có bánh khác nè mọi người, Nhậm có bánh khác nè. Cô bé này phải làm food blogger nè. Food blogger. Em có bánh khác à? Mời Nhậm. Bánh này của em dễ ăn hơn chị ạ, bánh kia hơi cứng. Sao mọi người nhiều đồ ăn quá vậy, sao mình xin không cho? Có ai có đồ ăn nữa không? Em có cả một quả bơ này. Em nói thật, đi quay từ sáng rồi chưa ăn. Có bánh gì mang theo? Trời ơi, trong cái học bàn của mấy bạn ơi. Cái này thì sao mà Mọi người biết sao không? Đây ấy, gọi là trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Ok. Có bơ. Rồi tiếp tục yêu không cần cớ. Yêu không cần cớ. Cần cớ. Với cái tên rất là buồn ồ sad. Có tin như vậy không? Thật ra thì em luôn luôn có một cái niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Và em cũng tin là sức mạnh của tình yêu thì có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cho nên là thế, đấy là lý do em xuất hiện ở đây. Và em có niềm tin mạnh đến mức nào đủ là một
một cái liên khúc hoặc là một bài rap, một bản mashup dành cho chương trình ngay bây giờ không? Yeah, ê, không đi ngủ trước 2 giờ sáng bởi vì anh còn phải ru em, đưa em vào trong giấc mộng ngọt, ngọt như là cái bánh su kem. Tình mình đậm như bát bún riêu, tên danh bạ lưu là cún yêu, em như là kết quả xổ số, nếu muốn có được em phải chiều. Phải chiều. Yo. Ban ngày thì cũng đi cà phê nhưng mà tối về thì... Sao em cười? Cười. Tối về thì mình nướng thịt. Tối về cưới. Không, ban ngày thì đi cà phê, ban đêm thì đi cà vào chỗ phê. Ôi trời ơi. Đấy ô sát, lại dùng vần nữa rồi ô sát. Thật ra cái câu mà hôm qua nhưng mà anh không sao lòng em vẫn có thể em ăn hết cháo để cháo lòng anh. Ờ đúng rồi. Em ăn hết cháo lòng để phần anh. Thôi, bạn ấy đã bị cận rồi thì bạn ấy không thể đi về cùng nhà với những người bị cận nữa. Không, em nghĩ là nếu mà về cùng nhà với những người bị cận cũng được mà. Vậy khi đấy thì hai bạn ý sẽ có một anh cận kề bên. Đúng là trùng chơi chữ ô. Chơi chữ quá nè. Thế thì phong cách hip hop thì sao? Kết hợp với vest xin mời Ozad. Đấy. Một chút cách điệu, có một tí công thức toán học trên áo, tạo nên sự phá cách của một chàng trai năng động. Em thấy bộ vest này thế nào? Em biết ý nghĩa của bộ này là gì không? Em thích luôn hả? Ý nghĩa của bộ này đấy là anh rất giỏi toán cho nên anh sẽ biết tính em. Hôm nay em mặc váy hồng, anh lại rất muốn làm chồng thứ hai. Cái gì vậy? Thôi, thôi bây giờ mình đổi câu khác đi, có ồng rồi. Ví dụ hôm nay anh đeo cái nơ chẳng hạn. Hôm nay đeo một chiếc nơ, anh lại rất hay mơ về em. Thôi em đi về đi. Tiết mục làm thơ ở đây xin kết thúc. Câu đấy là hôm nay đeo một chiếc nơ, xin em đừng tặng trái bơ anh buồn. Đúng là nhà thơ các. Đúng rồi. Rapper. Đúng rồi, rapper. À, tức là ba mẹ em thì muốn em là độc nhất. Nhưng mà anh nghĩ đối với người khác ấy, thì em cũng có thể là độc nhất ấy, vì em sẽ là liều thuốc để giết chết trái tim. Poison đúng không? Giống như là liều thuốc độc vậy đó. Ô sát thích chơi chữ lắm. Nửa ổ bánh mì, thôi cũng coi là ổ bánh mì đi. Vậy một nửa cảm xúc yêu thì gọi là yêu không? Có chứ chị. Em nghĩ là một nửa cảm xúc yêu thì vẫn được gọi là yêu. Sao yêu vừa vừa chút thôi cũng được gọi là yêu hả? Nó giống như kiểu là nó là một cái bước đầu tiên ấy. Mình phải có một thì mình mới có hai được. Mình phải có một chút yêu thì mình có thể biến cái yêu đấy thành nhiều hơn. Em cũng giống Oset. Tức là nó là cái cảm giác mà khi mà mình bắt đầu để ý một ai đó ấy, mới chỉ là những cái động thái kiểu nhắn tin nhắn, chờ tin nhắn thì người ta nhắn tin thôi. Mình có cái niềm vui riêng của mình ấy. Mình cái sự chờ đợi đó cũng là một dạng hạnh phúc tình yêu. Và em cũng quan điểm là kể cả yêu đơn phương thì cũng là mình cũng đang được yêu. Đó. Đúng, và muốn có một ngọn lửa to ấy thì chúng ta phải nhóm lên từ một ngọn lửa nhỏ. Tuyệt vời, chúc mừng cặp đôi mới ạ. Cô giáo à, tại vì hôm rài lại em tập trung vào làm nhạc thì làm nhạc cũng rất là cực, cho nên em không biết là ba chị có rảnh không qua làm nhạc phụ của em. Mọi người chưa hiểu hả? Chưa. Em hiểu mà, ba chị có rảnh không qua làm nhạc phụ người anh ý. Đúng rồi. Nhạc phụ là gì? Là bố vợ. Ô sát thử một miếng thính coi dạo này còn bén không hay là mòn rồi. Em thả thính chị luôn nha. Đấy là từ lúc mà gặp chị á thì em thấy bản thân mình yêu động vật hơn. Không, tại vì ấy, chỉ một mình chị làm em cảm thấy thích thú rồi. Sẽ chơi chưa ghi, hay ghi lại, ghi lại. Thích thú. Rồi. Lỡ người ta chưa kịp giải quyết câu thứ hai là người ta tát em ta đi rồi sao? thế nó là một cú twist gì? Ban đầu họ tát đến đây là em giữ tay lại. Em bảo là Bén. Mì cay cấp độ 2 rồi đó. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở đây trước mắt anh, đây là cả thế gian. Vũ trụ hoàn